Tôi xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê cá tổ quốc. Hôm nay tôi bán một clip gồm 26 cần câu anh em. Thì 26 cần câu này 26 cần câu hai khúc ba khúc. Hàng thì đa phần là hàng carbon. Rồi, đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗi không clip lên á thì sẽ ăn lại. Rồi, cảm ơn anh em. Lên cái thứ nhất mình tham khảo. Thì cái thứ nhất lên cho mọi người là một cây cần phíp nha mọi người, cái phần phíp. Đây, cái một cây cần phíp đỏ. Bắt hãng, phen là phen hãng nha, phen hãng loại sứ nha. Đó. Thì ngoại hình ở đây, đó, tất cả keo chỉ ok, còn rất là cứng nha. Thì cái này là một cây cần phíp đỏ, đó, phíp đỏ. Đó. Cây này dài 2m1, độ cứng nó ra tầm khoảng 50 nha anh em, 30-50. Đó. Thì cái này thích hợp cho anh em câu trên bè, trên ghe. Ừ. Tổng thể ngoại hình còn tương đối ok nha mọi người. Hàng của Hàn Quốc sản xuất. Phen nó đây, đó. Thì sao cho anh em vậy. Thì cái này nặng là 200g, đọt 1.7L, giá công khai cây số 1, giá là 250k cộng ship. Tiếp theo cây số 2. Cây số 2 em đưa cho mọi người một cây cần của Hàn Quốc luôn. Một cây cần của Ryobi, hàng của Malaysia sản xuất. Thì cây này cứng 30, dài 2m1. Thì cái được bộ phen là bộ phen Fuji Seed, bộ phen Fuji loại xám nha mọi người. Đó, phen bấm Fuji loại xám đây. Đó. Bộ Fuji luôn. Phen còn rất là đẹp luôn. Đó, phen cây này còn đẹp. Chắc lẽ là phíp nha, phíp pha. Bát tầm bát Japan. Tổng thể ngoại hình còn rất là ok. Thì cái này cứng 30, dài 2m1, nặng là 280g, đọt là 2.4L nha anh em, đọt 2.4L. Bát Fuji xem hoàng. Cứng cỡ 30. Rồi, giá công khai cây số 2, giá cũng là 250k nhé. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 lên cho mọi người vẫn là một cây cần phíp nha anh em, cây cần phíp. Thì cây này một cây phíp đỏ. Thì cây này có hai đọt nha mọi người, hai đọt. Thì phen là phen Fuji. Lõi là lõi sứ trắng nha anh em, cái này là sứ trắng nha. Đó. Bát là bát Fuji. Thì cây này hai đọt nha mọi người. Đẹp, tương đối đẹp nha. Hàng của anh Pha Tắc Cồn, dài 21, một đọt cứng 10, một đọt cứng 20. Đó, rất là thuận tiện cho anh em câu. Câu trên ghe, trên bè, trên thuyền. Cần nguyên zin. Đó. Đọt tháp. Tổng thể còn ok, đẹp nha mọi người. Thì cái nặng là 157g, đọt 1L, đọt cứng là mừng, đọt 1L2, đọt cứng 20. Rồi, giá không khai cây số 3, giá là 350k cộng ship nhé. Tiếp theo cây số 4. Cây số 4 là cho mọi người vẫn một cây cần phíp. Thì cây này vẫn là một cây cần phíp hai đọt. Đó, cây này em về được hai đọt. Chất liệu liệu phíp. Thì cây này là hai đọt, một đọt cứng 40-50, một đọt cứng 100-120 nha. Phen vẫn là phen Fuji. Bát cũng là bát Fuji. Phen Fuji nha mọi người. Đó. Cần dài 2m1 nha anh em, cần dài 2m1. Thì cây này em lấy từ thị trường Nhật về nhé. Đó. Phen Fuji nha anh em, keo chỉ còn tương đối ok nhé. Đó. Bu là bu nguyên zin luôn nè, bu Fuji. Keo chỗ này nè. Đó. Thì cần thì em bán, em cố gắng soi kỹ cho anh em nha. Đó. Về cũng nhiều cây nên nhiều lúc kiểm tra đó, nó không có kỹ á. Có lỗi gì anh em cứ báo vậy, em nhận lại hết nha. Tổng thể ok hết trơn nha mọi người. Hai đọt thì anh em chuyên câu tra, câu chép, câu lăn xe thoải mái nha. Thì cái này nặng là 340g, đọt 2L. Để em đo lại thông số đọt xem. Đọt 2L3, đọt 2L3, đọt cứng là 40-50. Đọt 2L5, đọt cứng là 100-120 anh em. Đó. Rồi, giá công khai cây số 4, giá vẫn là 400 nha anh em, 400 cộng ship. Tiếp theo cây số 5. Thì cây số 5 lên mọi người là một cây cần rút. Cây cần rút của Gamet. Thì
Thì cái nem đấy cũng lấy từ thị trường Nhật về, tem nó đây, bát là bát thản nha mọi người, bát là bát thản, bát kẹp, phen cũng là phen hãng luôn, loại xứ hết nha. Thì cái này là cái chất liệu carbon, chất liệu carbon, còn rất là mới luôn, mấy cái lóng trong còn rất là mới luôn, sẵn gần guốc rồi mọi người, rất là đẹp nha. Đó, đóng trong còn rất là đẹp mới nha. Phen thì bao nguyên zin này, ngọn ra đây, cục sẵn dạng sẵn găng gốt nha nè. Sẵn cục sẵn găng gốt hàng carbon. Thì cái này cứng 20 dài 3m, dạng anh em câu lăng xê câu chép rất là ok luôn này. Đó, câu lăng xê câu chép. Thì cái này nặng là 200g, đọt là 2 ly mốt, đọt là 2 ly, giá công khai cái số 5, giá là 550k cộng ship nha. Thì cái này thu gọn tầm khoảng 80cm. Tiếp theo cái số 6, thì cái số 6 lên cho mọi người một cái Wincross mọi người. Đây, đây là một cái cặn carbon, bát là bát Fuji anh em, bát là bát Fuji. Phen là phen Fuji nha mọi người, phen là phen Fuji. Đây. Fuji nhá. Thì cái này cứng 50, dài 3m, dài 3m3 anh em, cứng 50, dài 3m3, hàng Korea. Anh em made in Korea. Thì cái này hàng chất liệu là liệu carbon. Dạng chi cho anh em cậu lăng xê. Lóng ở trong còn rất là đẹp nha nè, không có xước xát gì nhiều. Tương đối ok nha. Đọt đây, chỗ này nó có làm cái bám lên nè, bám lên cho mấy cái phiên chạy nè. Đó. Đây, chỗ này cũng có nè, bám nhám lại. Hàng đọt nguyên xin nha em, đọt nguyên xin. Đó. Phen Fuji, bát Fuji, tất cả phen đều ok hết, không bể, không nứt nha. Đó. Thì cứng 50 thì anh em chỉnh cho anh em câu chép, câu lăng xê, câu tra chép bài. Đó. Thì cái này đọt 2 ly, cứng 50, dài 3m3, nặng là 255g, nặng là 250g, giá công khai cây số 6, giá là 700 nha nè, 700 cây số 6. Thì cái này thu gọn chắc tầm khoảng 80 nha nè, 80cm. Tiếp theo là cây số 7. Thì cái số 7 lên cho mọi người một cây hàng Olympic. Thì cây Olympic này một cây Olympic nội địa nha anh em, cây Olympic nội địa, carbon sẵn găng guốc, bát là bát Fuji tem vàng. Đó, phen là phen Fuji anh em, phen Fuji. Thì tất cả phen này thì em bao anh em bể nha mọi người, bao bể, bao nứt nẻ không nha. Đó. Thì cặn về thì em chưa vệ sinh nè. Đó. Dính là dính băng keo nha mọi người, dính băng keo nè. Bu là bu Fuji nha mọi người, bu là bu Fuji luôn. Thì dạng này là dạng sắn găng guốc rồi. Đó, cái này cứng 20 và 3m, chỉnh cho anh em câu chép nha, câu chép, câu cá mè. Đó, câu lăng xê. Sắn găng guốc nha. Đó. Thì cái này thu gọn chắc 70cm nè, 70cm. Đó, sắn găng guốc carbon nha. Rất là đẹp luôn. Sẵn găng guốc nha mọi người. Tất cả phen ok hết, không nứt bể gì hết. Hàng nguyên zin, chỉnh cho anh em luôn á. Rồi, giá công khai cây số 7, giá là 700 anh em, 700k cộng ship cây số 7. Tiếp theo cây số 8. Cây số 8 lên cho mọi người một cây cũng là một cây cần Olympic. Thì cái này sản xuất tại Korea nha anh em. Đó, cái này đời cao. Thì cây Olympus này cứng 30, dài 3m, cần rút. Đó, cứng 30, dài 3m, cần rút, dạng câu chép, câu lăng xê. Đó, phen là phen Fuji, loại xám. Bu bu Fuji luôn. Thì ngoại hình cái này còn rất là mới nha mọi người, ngoại hình còn rất là mới luôn. Đó. Rất là ok, bát là bát Fuji Japan. Thì ở trong đây thì nó sẵn găng guốc nè, sẵn dạng sẵn hai da mọi người.
bên sắn hay da. Sẵn gần guốc nha, giống này cũng vậy, carbon nha, rất là mới luôn. Đó, đọt của nó là khỏi chơi rồi, sẵn nè, nó 30 dài 3m3 chứ 53m, chỉnh cho chép nha, chép câu cha, câu hồ đập. Rồi, giá công khai cây số 8, giá là 900 nha anh em, 900 cộng xếp cây số 8. Thì cái này nặng là 231g, đọt là 1.8, thu gọn là 76cm nha. Tiếp theo cây số 9, thì cây số 9 em lên cho mọi người một cây cần của Suzumi. Thì cây Suzumi là một cây cần của Korea nha anh em, hàng của Korea sản xuất. Đó, để em xem. Thì cái này còn hợp nha anh em, còn hợp. Thì cái này dài là 3m, 3 khúc, thu gọn 107cm, nặng là 270g, đọt 21, gốc của nó là 19. Thì cái này đầu cứng nó để trên cần là 30 nha anh em, đầu cứng 30. Đây, đó, đầu cứng 30, dài 3m. Nha mọi người. Đó, cần chất liệu carbon luôn nha mọi người, chất liệu carbon. Đó. Carbon, fan là fan Fuji loại xám nè, fan rất là đẹp luôn. Bát là bát Fuji, ngoại hình còn tương đối mới nha mọi người, ngoại hình còn tương đối mới, rất là đẹp nhá. Suzumi. Rất là ok nhé. Rồi, giá công khai cây số 9, giá là 700 nha nè, 700 cây số 9. Tiếp theo cây số tiếp theo em lên cho mọi người là cây số 10 nha nè. Thì cây số 10 em lên cho mọi người là một cây cần của Olympia. Thì cái này vẫn là một cây hàng em lấy từ thị trường nội địa Nhật về. Đây, bán tầm bán Fuji Japan. Đó, Japan nha nè. Thì cần này là một cái cần foil carbon hàng da. Đây. Romet nè anh em, Gomet nè anh em. Đó, dạng sẵn hàng da của Daiwa. Đó. Thì cần ngoại hình có xước sát cho mọi người, cần ngoại hình có xước sát nhưng mà được cái là độ dài độ cứng của nó rất là ok luôn. Phen nó đây, đó, dạng phen cầu biển nha. Đó, loại xám. Thì bu của nó là bu được thay nha mọi người, bu được thay rồi, không phải bu zin. Đó. Cây số 11 đây nè, đó mới là Bujin. Nhưng mà được cái độ cứng cây này rất là ok luôn. Anh em câu đáy, câu ghe, tàu, biển, đánh cảm giác. Mà đánh hàng khủng thì lấy mấy cái này. Cây này độ cứng ra tầm khoảng 150 đến 120 nha anh em. Độ cứng tầm khoảng 120-150. Foil là foil carbon, hai da, rất là cứng đó. Lực của em đè nó còn chưa cong nữa nè. Thì cái này nặng là 350g, đọt là 4.2 ly. Độ cứng của nó là ra tầm khoảng 120-150. Rồi, cây số 10, giá công khai là 800 nha anh em, chấm cái tầm gầm khiếp cây số 10. Tiếp theo cây số 11. Đó mọi người, cây số 11 Olympia. Đó. Foil foil carbon. Vẫn là sẵn hay da. Đó. Đây, phen của nó là phen loại xám nha anh em, phen biển loại xám. Bát cũng là bát Fuji nha anh em, bát Fuji. Thì cây này có xước sát nè, được cái là hai đọt. Đó. Sẵn găng guốc nha. Bu của nó là bu biển nha mọi người, bu là bu biển nè. Đó. Rất là ok luôn. Bọn sẵn là khỏi bàn. Đọt cũng đọt carbon nha mọi người, đọt còn đọt carbon luôn. Thì cái này hai đọt chia cho anh em săn hàng. Cái này dài 2m7 nha anh em, cái này dài 2m7. Thì cái này nặng là 350g, đọt 3.2 ly, đọt cứng tầm khoảng 80 đến 100, đọt 4 ly, đọt cứng tầm khoảng 100 đến 150. Rồi, giá công khai cái số 11 giá là 1.2 triệu nha.
1,2 cây số 11, một cây hàng sẵn hàng dài 2m7. Tiếp theo cây số 12, thì cây số 12 em lên cho mọi người một cây cần của Daiwa. Thì cây một cây Daiwa phen lá cắn dẹp nha anh em, cây Daiwa phen lá cắn dẹp, thì cây này cứng 3 mưng dài 2m7. Thì loại này thì chiên câu chép này, câu chép đánh cảm giác nha. Đó, phen là phen Fuji, phen xích thất nha. Phen lá tất cả đều là phen xích thất. Đây, đọt nó rất là nảy nha mọi người. Đó, rất là nảy và dịu. Đánh cực kỳ cảm giác luôn. Bát là bát Daiwa. Phôi phôi carbon sẵn. Đó. Phen rất là đẹp luôn nè. Phen lá nha mọi người, phen lá. Rất là đẹp. Bu chống sẵn, hàng nguyên zin nha anh em, nguyên zin. Rất là đẹp và cảm giác. 2m7 cứng 3 mưng. Thì cái này nặng là 270g, đọt 1.4 cứng 3 mưng. Rồi, giá công khai cây số 12, giá 1.4 nha anh em, 1.4 cây số 12. Tiếp theo cây số 13. Cây số 13 em lên cho mọi người một cây cần khá là hiếm luôn. Đó, đối với em, cây này em săn nhiều lần lắm mà. Thì cây này một cây cần Daiwa. Cây cần Daiwa, phen là phen nòng súng. Đó. Phen nòng súng, phen Fuji nhanh mọi người. Đó, phen nòng súng, phen Fuji. Đó. Thì nó hiếm cái độ cứng nè. Thì cây này cứng 120, dài 2m. Đó, cứng 120, dài 2m, hàng Daiwa. Thì cái này sản xuất tại Taiwan. Đó. Sản xuất tại Taiwan, cứng 120 dài 2m. Bát là bát bát thản nha anh em, bát thản bát của Daiwa. Đó. Cán đó mọi người, dạng bát đời cao, cán nhìn cực kỳ ngầu luôn. Đó. Vừa tay cầm luôn nè. Đó. Phen này phen nòng súng ơi. Đó. Phen nhìn rất là lực luôn. Đó. Thì phen nòng súng là phen xích thích nha mọi người. Đó. Sẵn găng gút carbon. Đó. Dạng này cho anh em câu trên bè săn hàng. Đó, câu trên ghe. Thì cặn này về em chưa vệ sinh phen nè, tất cả phen em đảm bảo với anh em là ok hết nha. Đó, không lỗi làm gì hết. Đây, nó dính giống như dính bụi trong đây nè mọi người. Đó. Rồi, thì cái này nặng là 240g, đọt 1.8, giá công khai cái mương số 13, giá 1.6 nha anh em. 1.6 cái số 13. Tiếp theo cây số 14. Cây số 14 lên cho mọi người là một cây cần của Alpha Taco. Thì cây số 14 lên cho mọi người là một cây cần Alpha Taco. Thì cái này dài 2m7, hai đọt. Một đọt. Hai đọt anh em, hai đọt đều cứng 5 mưng 8 mưng hết nha mọi người. Đó, bát tầm bát Fuji. Phôi là carbon hai da nha anh em, phôi là carbon hai da, dài 2m7. Đó, hàng Korea. Phôi carbon hai da hết. Bu của nó là bu dạ quang nha anh em, bu dạ quang, phen là phen Fuji lỗ xám. Được cái là phôi của cái này là phôi carbon sẵn hai da nha. Rất là ok luôn. Thì ngoại hình có xuất sắc. Được cái này nó đánh rất là chuẩn luôn. À, anh em câu lăng xê, câu chép, câu cha là đánh mấy cái này rất là ok luôn. À. Sẵn găng guốc nha. Thì cây này hai đọt, một đọt, hai đọt đều cứng 50 80 hết nha mọi người. Thì cái này nặng là 400g, đọt 2.4, độ cứng 50 80, giá công khai cây số 14, giá là 1 triệu nha anh em, 1 triệu cây số 14. Tiếp theo cây số 15. Thì cây số 15 lên cho mọi người vẫn là một cây cần của Alpha Taco. Thì cây này được cái là hai đọt và ngoại hình nó mới, đó. Anh em. Cái này được 3 đọt nha anh em, 3 đọt và ngoại hình rất là mới luôn. Thì cái này cứng là 3 mưng 5 mưng, 5 mưng 8 mưng và 8 mưng 120 nha, 3 đọt nha. Thì tùy địa định, tùy vào địa điểm và địa hình anh em đánh nha. Đó. Chỗ nào nước chảy giống như tháng nước đổ đây nè, đó, nước chảy xiết thì anh em lấy đọt 8 mưng 100 anh em, 8 mưng 120 anh em đánh. Tháng nào nước chảy không xiết thì anh em lấy 3 mưng 5 mưng, không phải 5 mưng 8 mưng. Đó, tùy vào địa điểm địa hình anh em câu. Bát của nó là bát Fuji, phôi là carbon sẵn. Đó, carbon sẵn hàng da. Rất là đẹp luôn, nó đẹp hơn cây số 14 nhiều lắm. Đó,
2m7, hàng carbon, hàng Korea, hàng của Alpha Taco. Rất là đẹp luôn. Đẹp khỏi chê. Phen độ ok hết nha nha mọi người. Bu là bu dạ quang nè, bu dạ quang, bu Fuji dạ quang. Sẵn rất là đẹp luôn. Hay da carbon. Anh em câu cái này qua nắng là khỏi chê đâu được. Đó. Sẵn hết nước chấm luôn. Thì giá công khai cây số 15, giá 1.4 triệu. Thì cái này nặng là 400 gram, dài 2m7, đọt 2 ly, cứng 30-50, đọt 2 ly 6, cứng 50-80 và đọt 3 ly, độ cứng 80-120 nhé. Rồi giá công khai cây số 15, giá là 1.4 triệu nhé. Tiếp theo cây số 16, thì cây số 16 lên cho mọi người là một cây cần 2 đọt, dài 2m7. Đây, 2 đọt và 2m7. Thì cây này 2 đọt nha mọi người, và 2m7. Thì độ cứng vẫn là 50-80 và 80-120. Thì cây này đọt 120 của nó sẽ bị gãy một, gãy cái đầu bu nha anh em, gãy cái đầu bu và lắp ra đầu bu rồi. Em đo chỉnh cái chiều dài cho anh em so sánh với 2 đọt. Phôi của nó vẫn là phôi carbon. Đó. Phen vẫn là phen Fuji lõi xám nè. Phôi carbon dài 2m7 nha nè, dài 2m7 bao qua bít. Thì đây nè, đó. Đây nó bị gãy phải cái đầu bu nè. Đó, đọt 80-120 nha mọi người. Gãy tầm đầu bu, đầu bu. Bây giờ nó tầm khoảng 9 cứng tầm khoảng 150 nha. Thì ngoại hình cái này tương đối đẹp rồi. Nó không có sức dâm gì nhiều. À. Này, không có sức dâm nhiều hết. Phôi sẵn gân guốc nha, phôi sẵn gân guốc hàng carbon. Bát là bát Fuji Japan. Đó. Thì cái này dài 2m7, đọt 2 ly, độ cứng là 50-80, đọt 2 ly 5, độ cứng là 80-120. Đó. Rồi, giá công khai cây số 16, giá là 900 nha anh em, 900 cộng ship cây số 16. Tiếp theo cây số 17. Cây 17 lên cho mọi người là một cây cần Daiwa Holylock, thì một dòng Power Mix của nội địa nha anh em, dòng Power Mix nội địa. Thì dòng Power Mix này là một dòng carbon hay da sẵn ít. Đây rồi. Mã có đầy đủ nha. Phen của nó là phen Fuji loại xám nè. Phen rất là đẹp luôn. Thì carbon của dòng loại này thì nó sẵn tới ngọn này. Bu là bu xít. Carbon sẵn tới ngọn luôn. Thì cái này cứng 50 và 3m9. Thì chiều dài của cái loại này thì anh em chỉnh cho anh em câu lăn xe nha. Lăn xe chép thôi. Đó. 3m9 thì 3m9 này anh em có thể đánh bạc bãi cũng được, rất là ok luôn. Đó, sẵn gân guốc nha. Bát là bát Daiwa Holylock. Phen là phen Fuji. Đó. Carbon. Tất cả phen đều ok hết nha, không lỗi lầm. Phôi sẵn ít hai da. Đó. Hàng Daiwa nội địa. Thì cái này nặng là 350 gram, đọt là 2 ly 1. Giá công khai cây số 17, giá là 1 triệu nha mọi người, 1 triệu cây số 17. Tiếp theo cây số 18. Thì cây số 18 lên cho mọi người là một dòng cần của Daiwa. Thì cây là một cây Daiwa Kenjaki. Lực độ đối trọng nha anh em, đối trọng gốc. Nên nó khá là nặng. Gốc của nó là cũng gỗ luôn. Đó, gốc gỗ. Cây một cây Daiwa Kenjaki là đầu. Nên phen của nó là phen cầu, phen biển nha anh em, phen cầu biển dạ quang. Bát là bát Fuji Daiwa. Cần này còn rất là đẹp nha mọi người, cần còn rất là đẹp luôn. Sẵn gân guốc. Hoa văn họa tiết thì còn rất là ok nha. Thì cái này cứng 120, dài 2m4 nha anh em, cứng 120, dài 2m4. Daiwa Kenjaki là đầu. Hàng vẫn là hàng carbon. Sẵn gân guốc nha mọi người.
bu và bu chống sắn dạ quang luôn, khoan dạ quang. Rất là ok nha em, tem nội địa nè. Tổng thể cần rất là mới luôn, rất là ok. Thì cái này chia anh em câu kính ghe, trên bè, trên thuyền, câu đáy, sân hàng. Rồi giá công khai cây số 18, giá 1.400.000 nha anh em. Thì cái này đọt là 3 ly 9, đọt 3 ly 9, độ cứng 120, dài 2m4, nặng là 545g. Rồi cây số 18 giá 1.400.000. Tiếp theo cây số 19. Cây số 19 em đo cho mọi người một cây cần hai khúc, hai khúc, hai đoạn, hai ngọn. Đó. Cây 2m4 nha anh em, cây này 2m4, hai ngọn. Thì một ngọn cứng 50, một đoạn cứng 80. Phen vẫn là phen Fuji dạ quang, bát vẫn là bát Fuji tam quang. Cần sẵn găng guốc nha. Cây này em lấy từ thị trường nội địa về nha anh em. Cây này em lấy từ thị trường nội địa Nhật về. Hai đoạn, hai ngọn nha anh em. Đây, nguyên zin cần nha, 50, một đoạn cứng 80, dài 2m4. Phen là phen dạ quang nha mọi người, phen dạ quang, chưa độ chế hết. Đó, hàng nguyên zin. Rất là ok luôn. Rồi rất là đẹp luôn nè. Rồi cực kỳ đẹp. Thì cái này dài 2m4, đọt 2 ly, độ cứng 50, đọt 2 ly 5, độ cứng 80. Nặng là 295g. Rồi, giá công khai số 20, giá 1.000.000 nha mọi người. 1.000.000 cái số 20. Tiếp theo cái số 21 nha mọi người. Thì cây số 21 lên cho mọi người một cây cần carbon pha. Carbon pha phíp. Thì phen cái này là một cây cần phen full xin xít nha nè, phen xít nha. Đây. Đó. Thì cây này một cây cần của Olympic, cứng 50, dài 3m3. Đây, hàng Olympic. Đó. Phen của nó là phen full xin xít nha, phen rất là xịn luôn. Đó. Được cái ngoại hình cái này nó xấu thôi, xuất sắc. Nhưng anh em về đánh thì vô tư nha anh em, câu là vô tư. Dạng này cho anh em câu chép nha anh em, câu chép, câu bạc bãi nha. Đó. Thì chất liệu nó đều carbon pha nên nó khá là dịu nha anh em, khá là dịu luôn. Đó. Ngoại hình còn tương đối ok, phen thì phen xít nha, hết nha mọi người, phen xít. Bát là bát Fuji tam quang. 3 khúc. Cứng 50, dài 3m3. Đó. Rồi, thì cái này nặng là 500g, đọt là 3 ly 2. Độ cứng cái này là 50, giá công khai cây số 21, giá là 600 anh em, 600 cộng ship cây số 21. Tiếp theo cây số 22. Cây 22 em lên cho mọi người một cây cần của Tamriel. Thì hàng Tamriel một dòng hàng nội địa nha anh em, hàng nội địa của Nhật. Phen là phen Fuji. Phen xít. Đó. Keo chỉ còn rất là ok. Carbon nha anh em, chất liệu carbon. Phen xít càng còn rất là mới luôn. Thì cái này dài 2m4, độ cứng ra tầm khoảng 20 nha anh em, dài 2m4, độ cứng 20. Đó, phen xít hết Tamriel. Hàng nguyên zin nha, keo chỉ còn rất là đẹp luôn nè. Đó. Rất là ok nha anh em, keo chỉ rất là ok. Thì cái này dài 2m4, đọt của nó là đọt là 2 ly, đọt 1 ly 2 nha anh em, đọt 1 ly 2, nặng là 246g. Độ cứng là 20, độ cứng tầm khoảng 20. Rồi, giá công khai cây số 22, giá là 1.200.000 nha anh em, 1.200.000 cây số 22. Tiếp theo cây số 23. Cây 23 em lên cho mọi người là một cây cần của Alpha Taco. À, một dòng Alpha Taco. Dòng hàng của Korea nha anh em, hàng của Korea. Hàng của Hàn Quốc. Phen là phen Fuji, lỗ xám. Thì ngoại hình có xuất sắc nè, ngoại hình có xuất sắc.
Batabat Fuji. Phôi của cái này được cái là phôi 2 dao, đó, phôi sẵn 2 dao, cứng 40, dài 2m4. Đó. À, bù của nó là bù xít nè, bù của bù xít. Phèn ok nha mọi người, phèn ok. Tổng thể ngoại hình còn tương đối nha mọi người, chứ không khỏe là đẹp lắm. Thì cái này đọt 2 ly 2, dài 24, cứng 40, giá công khai cây số 23, giá 800 anh em, 800 cộng ship. Tiếp theo cây số 24, thì cây 24 lên cho mọi người là một cây cần dây trong anh em, cây dây trong độ một lên phen nha mọi người, cây dây trồng lên phen. Thì cây này được lên phen là bộ phen nòng súng, mà chắc nòng súng hay nòng súng thường này đó, trong phải là xít nè, không phải là Fuji luôn đó. Bát là bát của theo cần này nè, bát cần Suzumi đó. Đây, thêm một phen nữa đây đó. Thì cây này em thanh lý hộ khách thôi đó. Bu của nó là bu thường đó. Được cái là phôi phôi carbon đó, dây trồng lên phen. Thì cái này được cắt một khúc đọt nè mọi người, cái này được cắt một khúc đọt rồi, chứ không phải là đọt nguyên zin nữa. Thì cái này em đo chiều dài của nó là 2m1, nặng là 346g, đọt 2 ly 6, đọt 2 ly 8, giá công khai cây số 20 25, giá công khai là 500 nha nè, 500 cộng ship. Phải cây 25 không ta, 24 chứ, giá công khai cây số 24 là 500 cộng ship nha. Tiếp theo cây số 25, cây 25 lên cho mọi người một cây cần điêu bi. Thì cây này phen của nó thì đây đó, thế này nó bị rỉ phen cái này đó. Đây, chỗ này cũng vậy nhưng mà còn rất là chắc nha mọi người, còn rất là chắc luôn đó. Cây này thì em cũng thanh lý hộ khách luôn, cần em thì em cũng đi keo lại rồi đó. Đây đó, đây phen là phen Fuji đỏ xám, đọc của nó đây đó. Bu xít nè, bu xít chất liệu là liệu carbon. Cái này cũng dài 2m4, độ cứng cái này nó ra tầm khoảng 40 như nè, độ cứng ra tầm khoảng 40 thôi. Thì cái này nặng là 260g, đọt bọc ly 9, dài 40, cứng 40-30, giá công khai cây 25, giá là 1.6 triệu nha. Đó, giá là 600 nha anh em, 600 cho cây 25. Tiếp theo cây số cuối cùng, cây số 26. Thì 26 lên cho mọi người là một cây cần biển. Đó, cây cần biển dài 2m, dài 27 nha mọi người, cần biển dài 27, phen là phen Fuji nha mọi người. Đây, đóng chữ dưới đây đây, đó, Fuji. Phen Fuji loại xám, phen cầu biển. Đó. Thì cây này số chất liệu là liệu carbon pha. Đó. Bát là bát Fuji, phen là phen Fuji, phen biển. Cây cứng 200, dài 27, hàng Korea. Thì cái này dạng cho anh em câu bạo lực rồi, câu đáy. Đó, câu biển, săn hàng. Thì phen của nó có bị gas ten tí nè. Đó. Quên em chùi, lau chùi, rửa lại là ok hết. Không lỗi lầm. Ngoại hình còn tương đối ok, không có xuất sắc gì nhiều. Đó. Anh em câu cha thịt thì lấy cái này đánh cũng rất là ok nha. Được cái là bộ phen cây này rất là chắc luôn đó. Rất là cứng. Thì cái này nặng là 630g, đọt 5 ly 3, giá công khai cây số 26, giá là 1 triệu mọi người, 1 triệu cây số 26. Rồi đó, tổng cộng 26 cái cần lên lên cho hôm nay. Nếu là bưng cái nào chốt, lâm lại số điện thoại tự động liên hệ với anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em.